Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một công thức làm bánh canh rất là dai. Với công thức này, cộng bánh canh dai và để lâu thì không bị khô cứng, không bị nhão. Đó, cộng bánh canh rất là dai, nhìn bóng mượt rất là ngon nha các bạn. Với cộng bánh canh này thì mình có thể làm rất là dễ dàng với hai nguyên liệu chính mà thôi. Xin mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nhé. Với nguyên liệu làm bánh canh thì mình gồm có là bột gạo 157g và đây là bột năng 173g và nước sôi, nước thật là sôi nha, 250ml và một ít muối, dầu ăn và một lát chanh. Bột gạo thì mình sử dụng loại bột gạo này, tinh bột gạo, nhớ là tinh bột gạo nha các bạn. Và bột năng thì mình cũng sử dụng loại bột năng này, tinh bột năng nha các bạn. Và bây giờ mình tiến hành mình đi làm bánh canh. Và ở đây là mình có bột gạo, thì bây giờ mình sẽ cho bột năng này vào trộn chung với bột gạo. Mình sẽ cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối, một tí muối như thế này. Mình dùng đũa mình quậy, mình khuấy cho nó đều cái hỗn hợp này, hai cái bột gạo với bột năng với muối này hòa quyện lại với nhau. Và bây giờ mình sẽ làm cái lỗ như thế này để cho mình chế nước thật là sôi vào. Nước bây giờ đã sôi và mình chế vào đây ngay cái lỗ này, mình chế một nửa nước, mình chế từ từ và mình khuấy cho bột nó chín. Mình khuấy, mình làm tới đâu mình khuấy tới đó cho bột nó chín đều á. Sau khi mình khuấy cho nó đều thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn này nó làm cho cái cộng bánh canh của mình nó được bóng bẩy hơn. Và sau đó thì mình sẽ cho một lát chanh này vào. Chanh thì nó sẽ khử cái mùi, nó sẽ khử cái mùi bột rất là tốt nha các bạn. Sau đó mình sẽ dùng tay và mình nhồi cái bột này. Thì tùy theo cái loại bột, cái bột của mình có lẽ nó hơi cũ nên nó vẫn còn khô, thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng, nửa muỗng canh nước sôi nữa. Tùy theo loại bột dao động cỡ khoảng 250ml mọi người. Nếu hơn thì bỏ thêm nửa muỗng canh thôi, một muỗng cà phê nước. Giờ là đủ rồi. Mình nhồi như thế này cho đến khi bột mịn. Nhồi càng lâu thì bột nó càng mịn. Đây là bột mình đã nhồi được 7 phút rồi đây. Nó bây giờ nó đã mịn như thế này và nó không còn dính tay nhiều. Đó. Sau đó mình sẽ cho bột nghỉ khoảng nửa tiếng.
Và đây là bột của mình đã ủ được nửa tiếng. Thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ cắt cái bột này làm hai, và mình sẽ đi làm ba. Mình sẽ bỏ vô trong cái khuôn, mình sẽ nặng ép cái khuôn này. Đó, mình có cái khuôn ép như thế này đó, mình bỏ vô đây, mình bóp cho nó viên, cho nó vừa cái này thì mình sẽ bỏ vô đây. Sau đó mình lấy cái nắp này mình đậy lại. Nhét cho nó xuống. Nhét cho sâu xuống này mới được. Mình gài cái nắp này. Cái này rất là dễ làm. Không thì mọi người có cái đồ ép khoai tây á, cũng rất là dễ. Mình dặn cho nó ra, cho nó ép xuống. Như thế này thì mình chờ nước sôi. Mình đang bắt một nồi nước 5 lít nước, và mình nấu cho nó thiệt là sôi lên, rồi mình ép cái này vô. Mọi người không, khi mà làm thì phải nhớ đẩy cái này lại, đẩy cái bột này lại để đừng cho nó khô cái bề mặt. Cái nó khô là nó bị cứng, một số cọng nó bị cứng. Bây giờ nước đã sôi ủng ục như thế này rồi mọi người đó. Mình sẽ nặng ép cái bún vô. Đây, mình sẽ quay cái trên này. Wow, nóng. Ép cái cọng bánh canh này vô. Không có đụng nhớ hơn. Khi mình nặn xong thì mình sẽ nhúng dưới này đó, nhúng về cho cái cọng bánh canh nó rớt ra ngoài đó. Mình cũng không cần cạo cắt dao gì hết đó, như vậy đó. Bây giờ bánh canh nó nổi lên, để cho nó sôi thêm vài phút nữa thì mình tắt, mình vớt ra và mình rửa ba cọng bánh canh. Mọi người thấy cái bánh canh mình xả cái nước này ra, mình rửa cho thiệt là sạch đi. Đó, mọi người thấy cái cọng bánh canh nè, trắng trắng ngon lắm. Đó, mình sẽ bỏ vô cái rổ, bỏ vô cái rổ đây. Đó. Đây là cọng bánh canh của mình đó mọi người. Đó, đã xong rồi đó. Mình để ráo nước nè khoảng được tiếng đồng hồ đó. Mọi người nhìn xem, đó cọng bánh canh nè, nó dài, nó dai nha, nó dai lắm nè, nó cọng nó dài, dễ sợ không? Đó. Đó, nhìn rất là ngon. Và làm cái phương pháp này nó không có bị hôi cái mùi bột á. Đó, mà mình làm như thế này, mình để trong tủ đông á, mình ăn rồi mình để một bịch bịch gì đó, mình để mình ăn dần cũng được. Hôm nay thì mình nấu bánh canh giò heo và thêm vào đây là một ít tôm viên. Đó, và bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít hành phi. Rất là ngon, cộng bánh canh rất là trắng, mượt, nhìn ngon lắm các bạn ơi. Thêm vài cọng hành lá nữa cho nó thơm nè. Và cái này mình kèm theo một chén nước mắm mặn ở bên là ngon hết biết luôn. Và bây giờ mình vắt thêm một miếng chanh nè, bỏ thêm vài lát ớt nếu ai ăn cay. Ta nói cái tô bánh canh nhìn nó rất là hấp dẫn luôn nè. Đó, quá xá là ngon. Thêm miếng mắm mặn the cay cay một bên nữa là hết biết luôn. Với phương pháp này rất là đơn giản, dễ làm. Và mình xin chúc tất cả các bạn thành công với phương pháp này nha. Và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp Trinh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.